Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 8, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã đến làm việc và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại quận Bình Thủy. Tính đến ngày 18 tháng 8, trên địa bàn quận Bình Thủy đã ghi nhận 1.079 ca mắc COVID-19. Qua truy vết, có gần 3.400 trường hợp F1 và F2. Quận đã thành lập 5 cơ sở cách ly y tế tập trung và một bệnh viện dã chiến, đã tiếp nhận điều trị cho trên 330 bệnh nhân. Đến nay, có gần 200 bệnh nhân được điều trị khỏi. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá cụ thể mức độ nguy cơ của mỗi khu vực phường trên địa bàn, địa phương tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng một cách chính xác, có trọng tâm, trọng điểm để tập trung sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện việc tháo gỡ các khu phong tỏa đã qua 14 ngày không có ca mắc COVID-19. Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định lần cuối cùng, đối với các khu vực đang trong thời gian cách ly phong tỏa, phải bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ để tránh lây nhiễm chéo. Riêng tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, cần phải thực hiện việc vệ sinh, phun khử khuẩn sau mỗi đợt hoàn tất thời gian cách ly nhằm ngăn chặn và giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Đồng thời tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao nhận thức trong phòng chống dịch bệnh.